Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ cùng giới thiệu với các anh chị một số cái bất động sản tại khu vực Bảo Lộc. Thì gần đây thì tình hình dịch Covid cũng đang ảnh hưởng nặng nề tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đối với cái thị trường bất động sản Bảo Lộc thì tình hình diễn ra mua bán rất là sum tù. Rất là nhiều nhà đầu tư đang tìm và săn đón bất động sản tại Bảo Lộc và Bảo Lâm. Thì hôm nay Sửu sẽ phân tích và review lại một số cái sản phẩm nhà đất tại Lộc An, Bảo Lâm, một cái vị trí thuận lợi để nghỉ dưỡng. Mới gần đây thì đất nền Lộc An là một đất nền phân lô dự án tại huyện Bảo Lâm. Thì với cái sản phẩm này thì cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng là 10 cây số, và Lộc An là một cái vị trí rất là đắc địa và nằm liền kề với Bảo Lộc và đi lên hướng đi về Di Linh, Đức Trọng và Lâm Đồng. Dọc theo quốc lộ 20 thì đã được nâng cấp và tốc độ di chuyển đi lại rất là dễ dàng, kết nối với thành phố Đà Lạt và tất cả các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy với vị trí đó thì có thể nói là đất nền Lộc An là một cái loại đất nền rất là hoàn toàn hợp lý và chi phí thấp, khả năng đầu tư lâu dài cực kỳ cao. Đất nền Lộc An có ưu điểm và vị trí là gần quốc lộ 20, chỉ cách quốc lộ 20 tầm khoảng 500 đến 1 cây số ha. Nhưng mà không chịu ảnh hưởng mức sống cao như cái thành phố Bảo Lộc, bởi vì Lộc An là một cái dạng như là cái khu cũng còn là dân cư thưa thớt và cái mức sống còn rất là thấp. Điều đó có nghĩa rằng là khi sở hữu đất nền tại Lộc An thì bạn có thể tận hưởng được một cái thiên nhiên rất là trong xanh tươi mát, bởi vì có rất là nhiều cây cối trồng, đồng thời cũng dễ dàng di chuyển đến trung tâm về thành phố Bảo Lộc. Thì Phước Sửu phân tích là có nên đầu tư đất nền Lộc An hay không. Đất nền Lộc An thì có khả năng đầu tư sinh lợi rất là cao. Đó là một trong những lý do mà bạn có thể nên sở hữu đất nền Lộc An Bảo Lâm trong thời điểm này. Bởi vì giá đất của đất nền Lộc An trong thời điểm này là không quá cao, chỉ từ tầm khoảng là 500 triệu đến 600 triệu một lô đất, tầm khoảng 5 nhân cho 25 năm 30 và thổ cư làm 100%. Đất nền Lộc An đầu tư sinh lợi và trong tương lai đất nền Lộc An có thể là đạt giá trị rất là cao, mang lại lợi nhuận khủng cho nhà đầu tư bất động sản. Ngoài ra cũng có thể xây dựng nhà ở nè, biệt thự vườn để nghỉ dưỡng nè, homestay tại xã Lộc An, Bảo Lâm. Khoảng cách di chuyển từ xã Lộc An đến thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 4 tiếng đồng hồ. Nếu mà sau này có cao tốc thì có thể di chuyển tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Hoàn toàn phù hợp để cho tất cả các cái gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Lâm Đồng có thể về đây nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần, homestay hoặc là làm homestay cho khách nước ngoài hoặc là làm khách sạn cho thuê. Thì nếu mà bạn đang do dự, bạn chưa biết gì để đầu tư thì bạn hãy để cho chúng tôi hỗ trợ tư vấn và đưa bạn đi tìm hiểu những cái sản phẩm tốt nhất tại Lộc An. Thì hiện tại công ty bên chúng tôi thì đang là có rất là nhiều sản phẩm của người dân đang cần chuyển nhượng lại, và có rất là nhiều các sản phẩm phân lô bán nền giá rất là tốt. Thì tất cả pháp lý ở đây là đã có sổ hồng tách sổ thổ cư 100% xây dựng ngay, pháp lý là cực kỳ an toàn để quý khách hàng đầu tư. Thì quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline 0918 089 169, hoặc là quý anh chị có thể là để lại comment cái nhu cầu của anh chị ở dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc, cái vướng mắc về khi đầu tư tại Bảo Lộc, và có thể là đưa ra nhiều cái option lựa chọn cho quý anh chị trong cái thời điểm gọi là đầu tư hiện nay. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị. Xin chúc quý anh chị nhiều niềm vui trong cuộc sống và lựa chọn cho mình được những cái sản phẩm bất động sản giá trị. Tìm hiểu và đầu tư tại Bất Động Sản Bảo Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.